Rồi em Ngọc Anh xin chào cả nhà nhá. Em lại đi rừng đào chòi mòi đây cả nhà ơi. Hôm nay em tiến hành đi đào cây gửi cho khách. Hôm trước em có quay một video em đăng lên á, thì cũng có mấy anh chị chốt cây. Hôm nay em sẽ đi đào về em để em xử lý và gửi cho anh chị. Cả nhà cùng theo dõi em nhá. Đấy, em sẽ quay một đoạn video em xử lý cây trước khi gửi. Cả nhà cùng tham khảo nhé. Cả nhà xem hết video ủng hộ em nhé. Em đang chui giúp ở dưới cái khe đá này xem có gì hay không cả nhà. Này, măng này. Cái mùa này là mùa măng, măng le này ăn rất là ngon cả nhà nhé. Măng này ăn rất là ngon luôn. Đấy. Có khi hôm nào rảnh rảnh bỏ một ngày đi lấy măng về ăn. Rất là nhiều luôn cả nhà này. Đấy. Cái măng này là làm măng khô để nấu miến đấy cả nhà này. Để xem nào, để xem có gốc. Em thấy cả nhà bây giờ cũng có cái xu hướng chơi gốc tre này cả nhà này. Để xem có gốc nào đẹp không cả nhà nhỉ. Thường thường là ở mấy cái chỗ đá như này đẹp. Đấy, cái măng, cái cây le này đẹp hơn là chơi cái tre to kia, lá nó nhỏ. Ít măng quá, hay là có người lấy rồi không biết. Đây. Họ chắc không có gì hay ở dưới cái ba bụi tre này rồi cả nhà ơi. Em đi lên lên đồi đây. Xem nào. À, đi xuống thăm thằng cu em xem nào. Nó đào cây chòi mòi cái xong chưa? Hai anh em đang đào một cây chòi mòi rất là to luôn cả nhà. Đào đi. Đào đi, đào đi, anh quay video này. Đây cả nhà ơi, cô em đang đào một cây chòi mòi rất là to luôn, nhưng mà cây này sẽ cắt tán thấp xuống cả nhà. Bọn em chỉ lấy tầm 1 mét đổ lưu thôi, không bao giờ lấy hơn. Đấy. Ở bên cạnh gốc bằng lăng, gốc chòi mòi nó có một gốc bằng lăng bonsai này cả nhà. Đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này về mình trồng trong một cái chậu nhỏ. Rắn thú nhá cả nhà, cái này cũng có thể gọi là rắn thú đấy nhỉ. Đấy, này phải ghép bằng lăng tím thái vào, chơi bonsai rất là đẹp. Cái này em sẽ mang về luôn cả nhà nhé. Rất là hay. Rồi giờ em tiến hành phụ em đào cây đây. Hôm nay em không mang cái cây mà để điện thoại, kể như mang đi thì em đặt máy quay em quay cho cả nhà cùng xem. Đấy, nhìn vậy thôi chứ bên dưới nó có đá nhiều lắm cả nhà. Thẳng tưng. Tình hình là không khả thi lắm cả nhà ơi, bị mưa cả nhà. Em đang tranh thủ đào để mưa, chứ không mưa là không về được, cho nên là em không quay video lúc em đào. Em đào được mấy gốc rồi cả nhà. Bây giờ em đang trú mưa, chui dưới cái bao cả nhà. Đấy, rồi chút nữa em về em sẽ làm một cái video em xử lý phôi và em quay cho cả nhà xem nhá. Rồi đây cả nhà ơi, sau khi em đã xử lý vết cắt, đấy, gọt bôi keo hết cả nhà nhé. Và cái phần gốc đây, cái phần mặt rễ thì em sẽ gọt vát cả nhà nhé. Phần rễ thì em sẽ gọt vát, sau đó em nhúng qua thuốc nấm. Thuốc nấm em sử dụng đó là Zidomin Gold cả nhà nhé, dòng thuốc nấm rất là hiệu quả và nó không bị nóng cả nhà. Thằng Zidomin Gold nó không bị nóng, em chuyên dùng Zidomin Gold để cho xử lý những vết thương. Đấy, sau khi em đã nhúng thuốc nấm xong, em để cho nó khô cả nhà nhé. Đấy, để cho cây khô ráo nước. Nó phải nửa ngày cả nhà. Em để từ trưa đến giờ là nửa ngày rồi, giờ gần tối rồi. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành ngâm kích rễ. Đối với kích rễ thì em pha Atonic cả nhà nhé. Atonic pha 1 ml cho 1 lít nước, 3 lít nước. 1 ml cho 3 lít nước cả nhà nhé. Em ngâm trong vòng nửa tiếng. Đấy, em cứ đặt vào đây em ngâm và em sẽ múc nước em tưới ướt trên thân luôn. Đấy, sau khi nhúng kích rễ xong em sẽ bỏ ra và để đến ngày mai cả nhà nhé. Ngày mai em sẽ tiến hành bó bầu. Đấy, cho nên là cả nhà giao lưu cây cối với em cả nhà cứ yên tâm. Em bó bầu bằng mùn dừa trộn với chấu sống cả nhà nhé. Với cái lượng nước nó vừa phải thôi, ẩm ẩm thôi. Em sẽ bó lại, em buộc chắc lại phần gốc này. Và em sẽ đóng gói
em bọc bìa cắt tông và túi ni lông em gửi cho cả nhà. Thì trong quá trình mà cây từ nhà em cho đến khi cả nhà nhận thì cả nhà yên tâm, không phải lo cả nhà nhé. Không phải lo vấn đề mà hàng đi chậm hay đi nhanh. Kể cả những đi chậm cũng không sao hết, thì thay vì đấy là nó cũng đang là ủ thôi. Cây ở trong cái bầu em đang ủ sẵn đấy là nó cũng đang ủ luôn sẵn rồi. Cả nhà về có thể cũng không cần phải bỏ ra ủ lại, cả nhà cứ để yên như thế, giữ ẩm cho nó, đợi khi nào ra rễ khỏe rồi cả nhà trồng cũng được, không sao hết. Còn cả nhà muốn ủ vào trong một cái chậu to của cả nhà luôn thì mai sau nó sống lên là cứ thế là phát triển luôn, không cần phải trồng lại, thì cả nhà có thể trồng lại. Đây, cả nhà có thể tháo bầu ra và làm lại. Làm lại thì cả nhà cũng không cần kích rễ cả nhà nhé, tại vì em đã xử lý nấm và kích rễ xong hết rồi. Đấy, cả nhà lâu lâu tầm khoảng một tuần cả nhà tưới Atonic cho nó một lần nữa, hoặc là N3M. Đấy, rất là ok. Cho nên cả nhà giao lưu với em, cả nhà cứ yên tâm nhá. Rồi, bây giờ là đến công đoạn em chuẩn bị giá thể để bó bầu cả nhà nhé. Thì giá thể của em chuẩn bị đó là mùn dừa và chấu sống cả nhà nhé. Tỷ lệ em trộn tầm khoảng 50-50. Đấy, 50 chấu 50 mùn dừa. Độ ẩm thì nó vừa phải cả nhà. Cả nhà bóp như này nó hơi dì nước một tí là được, hoặc là ẩm ra được. Đấy. Xong rồi em sẽ bó bầu cả nhà nhé. Và bây giờ sẽ tiến hành bó bầu cho ba anh chị này. Đây là ba cây anh chị đã chốt và em đã đào về. Thì em bó bầu xong em sẽ tiến hành gửi đi cả nhà nhé. Rồi, sau khi em bó bầu xong thì nó sẽ như thế này cả nhà nhé. Đấy, rất là uy tín luôn. Vận chuyển đến tay cả nhà thì cho dù là cả nửa tháng cũng không sao cả nhà. Đấy. Cho dù cả nửa tháng thì cũng là đang ủ bầu trong này thôi, thì nó sẽ ra rễ trong này. Đấy, rất là ok. Rồi, đây là cái công đoạn em tiến hành bọc bìa cắt tông cả nhà nhé. Thì mục đích chính của bọc bìa cắt tông như này ấy là để khi mà cây vận chuyển trên đường, trong quá trình vận chuyển mà bị ném hay là bị va đập thì nó không thể nào dập được cái thân cả nhà, nên rất là đảm bảo luôn. Em đi đào cây và chia sẻ với cả nhà, mục đích chính là để giao lưu thôi cả nhà. Nói chung là cũng vì đam mê. Đấy, giao lưu với cả nhà cho nó vui và kết nối được nhiều bạn bè. Chứ còn bảo mà để đào một cây về xong rồi xử lý nấm, xử lý kích rễ, xong rồi bọc bầu quấn như thế này gửi cả nhà, thì thật sự là nó không có công đâu cả nhà. Nhìn vậy chứ nó không có công đâu. Có khi nó còn mất nhiều thời gian ấy. Thời gian đấy đi làm khác lại còn có tiền hơn. Nhưng mà vẫn vui cả nhà. Đấy, chia sẻ, kết nối đam mê. Và đây là công đoạn cuối cùng của em nói đấy cả nhà. Để tránh cho cây bị mất nước thì em sẽ bọc một lớp bị lớp bì bóng cả nhà nhé. Đấy, em sẽ quấn bì bóng và quấn bằng keo lại. Để cho khi mà cây nó thở nó thoát mồ hôi ra cả nhà, nó thoát hơi nước ra thì sẽ bí lại trong đấy. Đấy, rất là ok luôn cả nhà, rất là đảm bảo cả nhà nhé. Sau khi em quấn một lớp bì bóng như này thì em sẽ lại tiếp tục cho vào một cái bao cả nhà nhé. Đấy, em cho vào cái bao để tránh nó bị vỡ bầu cả nhà, tránh bị xô vỡ bầu thôi chứ còn cũng không có tác dụng gì nhiều đâu, mà nó cũng êm nữa. Đấy, có mà quàng quật thoải mái cả nhà. Đấy, cả nhà cứ yên tâm nhận hàng nhá, ngày nay em đã gửi xong hết rồi cả nhà ơi. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Chúc cả nhà có những tác phẩm chờ mòi thật là đẹp. Hẹn cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em nhé cả nhà.